Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với series Trading 101 của Coin68 TV. Mình là Mộc Tính, admin nhóm 68 Trading. Có bao giờ các bạn tự đặt câu hỏi là bản thân các bạn là một trader ra vào lại rất là nhiều lần, nhưng mà so với một cái bạn holder thì bạn lại lãi ít hơn họ trong mùa uptrend và lỗ nhiều hơn họ trong mùa downtrend? Và nếu như các bạn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này thì series Trading 101 là dành cho bạn. Series này sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi này và giúp các bạn giao dịch hiệu quả hơn trong tương lai. Series Trading 101 này tụi mình sẽ nói về phân tích kỹ thuật, quản lý vốn, tâm lý giao dịch và tất tần tật những thứ liên quan tới trading. Và đặc biệt không thể thiếu là những cơ hội kiếm tiền trong thị trường crypto này. Ok, còn nhân chờ gì nữa? Nào, hãy bắt đầu thôi! Ok, bắt đầu thôi. Thì có rất là nhiều bạn trên nhóm 68 Trading có hỏi mình là liệu thị trường còn giảm nữa hay không, downtrend đã bắt đầu chưa, downtrend kéo dài bao lâu, họ có thể chốt lỗ mức giá nào, Bitcoin có thể hồi lên mốc 60.000 hay không. Và đa số câu hỏi thường là những câu hỏi tiêu cực, cũng khá là dễ hiểu bởi vì họ đã chứng kiến những cái 2 tháng khắc nghiệt nhất của thị trường crypto là tháng 5 và tháng 6. Giá Bitcoin đã gần như chia 2 kể từ mức giá đỉnh, và nhiều altcoin, thậm chí là altcoin top đã chia 3, chia 5, và những shitcoin thì tất nhiên đã chia từ 5 tới 10 lần. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì thời điểm hiện tại là thời điểm tốt nhất của Bitcoin phát triển và tăng trưởng trong dài hạn. Có rất là nhiều công ty, nhiều quỹ lớn cũng như là quốc gia đã chấp nhận Bitcoin và gần như là đưa Bitcoin vào cái công việc kinh doanh vận hành của mình. Cho nên mình tin rằng là về mặt cơ bản đây là một cái cơ hội để Bitcoin phát triển. Còn về mặt kỹ thuật thì hôm nay trong video này, buổi đầu tiên của series Trading 101, mình cùng các bạn sẽ cùng nhau nhìn qua biểu đồ nến của Bitcoin và Bitcoin Dominance để có thể có một cái định hướng, một cái góc nhìn về tổng quan thị trường crypto trong thời gian 6 tháng tới để có thể giao dịch một cách hiệu quả hơn. Thì các bạn có thể thấy trên màn hình của mình đang là biểu đồ nến tháng của Bitcoin. Thì sau khi 13 tháng tăng liên tục kể từ tháng 3 năm 2020 cho đến tháng 4 năm 2021, mức giá Bitcoin đã tăng gần như gấp 20 lần. Thì ngay sau đó là 2 tháng sau thì giá Bitcoin đã tụt vào mốc 30.000, đã cố gắng đâm thủng mốc 30.000 này rất là nhiều lần, 2 lần rồi, nhưng mà vẫn chưa thủng. Cho nên mình tin tưởng về lâu dài thì mức giá 30.000 này vẫn là một mức ổn định và có thể đỡ được đồ thị nến giá của Bitcoin. Còn nhìn về dài hạn hơn thì chúng ta có thể thấy là giá của Bitcoin đang nằm trên một cái đường xu hướng dài hạn. Và cái đường này sẽ đỡ Bitcoin trong khoảng thời gian sắp tới. Và mình nghĩ là với mức giá thấp nhất mà giả sử như downtrend có diễn ra thì Bitcoin vẫn sẽ có thể là nằm trên mức 7.000, loanh quanh mức từ 7.000 cho tới 8.000. Rồi, về chỉ số RSI là một cái chỉ số về tương quan mức giá so với những cái khoảng thời gian trước, thì chúng ta có thể thấy là RSI ở đây á, nó cũng đang nằm trên một cái đường trendline. Mặc dù 2 tháng qua đã suy giảm rất là nhiều, giá đã chia 2, nhưng mà RSI vẫn còn rất là tích cực khi mà mức chỉ số RSI đang nằm ở mức là 59.76 và còn nằm trên rất là nhiều so với cái đường trendline này. Đấy, thì cho nên mình nghĩ là mức giá Bitcoin vẫn sẽ phát triển trong khoảng thời gian sắp tới. Tuy nhiên thì về ngắn hạn thì các bạn có thể thấy là bởi vì RSI chưa chạm được cái đường xu hướng này và mức giá thì nến đang đóng rất là xấu, cho nên theo quan điểm của mình thì giá Bitcoin vẫn có thể tụt thêm một nhịp nữa rồi sau đó quay đầu đóng nến và bắt đầu tăng trưởng. Thì cái mức giá mà chúng ta có thể dự đoán được mà Bitcoin có thể giảm đến là bao nhiêu thì ở đây mình sẽ sử dụng Fibonacci Retracement. Về Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension, mình đã có viết một cái bài viết trên trang coin68.com. Thì mình sẽ để link ngay bên dưới, các bạn có thể xem qua, tham khảo và sử dụng cái công cụ Fibonacci này vào giao dịch của mình. Còn nếu như các bạn vẫn chưa hiểu nó là gì, hoặc là các bạn bất kỳ công cụ nào mà các bạn chưa biết, các bạn có thể like video, subscribe và comment ngay cái tên, những cái công cụ, những cái tín hiệu hoặc là những cái mô hình ngay bên dưới. Mình sẽ theo dõi và mình sẽ thêm nó vào những cái video tiếp theo để các bạn có thể tiếp thu và sử dụng nó một cách hiệu quả. Thì với cái công cụ là Fibonacci Retracement á, là mình dùng để đo cái sự hiệu chỉnh của Bitcoin sau một cái đà tăng hoặc là một cái đà giảm. Thì ở đây á, tăng từ 3.900 cho đến 64.900,
thì mức giá mà mình có thể đo được đó là ba mốc giá quan trọng của Fibonacci retracement, đó là 38.2%, 50% và 61.8%. Ở đây thì hai mốc này đã bị phá vỡ, thì chúng ta còn một cái mốc mà có thể tin tưởng trong khoảng thời gian sắp tới, đó chính là 61.8%, tương đương với mức giá là 72.222. Thì quan điểm của mình dự kiến thì đây sẽ là cái mức giá mà khi Bitcoin suy giảm một lần nữa sẽ chạm mức giá này và tiếp tục tăng trưởng trong dài hạn. Thì để biết được giá Bitcoin có thể đạt tới mốc nào trong tương lai thì tiếp tục mình sẽ sử dụng Fibonacci extension. Fibonacci extension là cái công cụ giúp chúng ta có thể đo được cái chiều dài sóng tiếp theo sau khi nó đã thực hiện xong cái bước sóng đầu tiên, bằng cách là chọn cái đáy, cái đỉnh và kết thúc cái vùng hiệu chỉnh của cái sóng đấy. Rồi ở đây ok, mình hơi khá là khó chính xác bởi vì ở đây có nhiều vùng giá xen xét nhau, thì mình sẽ đo tương một mức giá tương đương thì thôi. Thì với Fibonacci extension thì chúng ta có thể thu được hai mức giá mà theo mình nghĩ là khả thi nhất trong năm nay, đó là 88.000 và 125.500. Thì với hai mức giá này, Fibonacci extension nó có rất là nhiều mốc quan trọng, nghĩa là 1 168, 268, 368 và 468. Tuy nhiên thì khả thi nhất trong năm nay á, thì mình quan điểm của mình sẽ nhìn thấy hai mức giá gần nhất và đáng tin tưởng nhất là 88.000 và 125.5.000. Sau khi chạm vùng giá 27.000 này, giá Bitcoin sẽ bật lên một cách mạnh mẽ và vượt qua hai vùng này. Ok, còn để có thể nhìn nhận một cách cụ thể hơn trong những khung những cái chuyển biến trong khoảng thời gian ngắn hơn thì mình sẽ tiếp tục là chuyển đến cái khung tuần của Bitcoin. Thì ở đây khung tuần cũng có rất là nhiều bạn nhắc tới là có phải là Bitcoin đang đi cái mô hình là vai đầu vai hay không. Thì cái mô hình vai đầu vai nó được tạo thành bởi cánh tay, vai trái, cổ, đầu, vai phải và cánh tay còn lại. Thì cái mô hình này chúng ta có thể thấy được là chính xác là các bạn, mô hình này nó đang đi cái mô hình vai đầu vai, và nó đang đi cái mô hình vai đầu vai này là mình xin nhắc lại một lần nữa, và nó chỉ thực sự là được xác nhận và confirm thành công nếu như sau khi chạm cái vùng vai phải, mức giá nó sẽ phá vỡ cái đường neckline này. Đường neckline là được tạo bởi hai cái điểm cổ là loanh quanh khu vực là 28.000. thì nếu như nó phá vỡ cái đường neckline này thì giá mô hình vai đầu vai mới thực sự được xác nhận và sẽ suy giảm trong dài hạn. Ở đây mình có một mức giá là tương đương khoảng 10.000 đây. Còn nếu như mà không phá được mức giá 28.000 này, có nghĩa là không đóng nến tháng hoặc là nến tuần ở dưới cái mốc này, thì cái mô hình vai đầu vai sẽ thất bại và mình sẽ không sử dụng tới nó. Rồi, và mức giá sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Ok, còn đó là về Bitcoin. Còn đối với thị trường altcoin thì ở đây mình sẽ sử dụng đồ thị của Bitcoin Dominant. Bitcoin Dominant nó mang ý nghĩa gì? Bitcoin Dominant là nó thể hiện cái sự tương quan về vốn hóa của Bitcoin so với toàn bộ thị trường cryptocurrency. Ở đây là Bitcoin Dominant đang có mức giá là 45%. Có nghĩa là giả sử như nếu thị trường cryptocurrency nó có được định giá là 2.000 tỷ thì vốn hóa của Bitcoin sẽ là 45% nhân với 2.000 tỷ là tương đương khoảng 900 tỷ. Đấy, thì với mình á, cái quan điểm của mình á, khi mà những nhà đầu tư mà đổ tiền vào thị trường này á, họ sẽ chuyển từ USDT sang Bitcoin, rồi từ Bitcoin mới chuyển dần sang những altcoin để kiếm được những cái mốc lợi nhuận hấp dẫn hơn. Từ altcoin họ sẽ bắt đầu họ sẽ chốt lời dần về những cái về Bitcoin, rồi sau đó mới rút về USDT. Cho nên khi mà Bitcoin Dominant thể hiện sự suy giảm thì đó chính là mùa của altcoin, mình hay còn gọi là altcoin season. Và ở đây mình nghĩ là các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được hai cái khoảng thời gian mà altcoin season nó bắt đầu là từ tháng 3 năm 2017 cho đến tháng 1 năm 2018. Và cái vùng thứ hai là cái vùng mà gần đây nhất, mình nghĩ là các bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian này rồi, và nhiều bạn là tăng tài khoản rất là nhiều trong khoảng thời gian này,
đó là từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 5 năm 2021. Và ngay sau đó, sau khoảng thời gian này, ngay sau đó thì Bitcoin Dominant đã tăng dần lên. Thì các bạn cũng đã trải qua là altcoin mà các bạn đang cầm đấy, thì nó suy giảm khoảng từ 39 cho đến mốc là 44, là chỉ có 5% thôi. Mà tài khoản altcoin của bạn đã chia 3 đến 5 lần rồi. Thì chính vì vậy á, là một cái sự biến động rất là nhỏ của Bitcoin Dominant thôi cũng làm cho bạn, tài khoản của bạn thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà cái sự suy giảm này á, làm cho mình cảm thấy được một cái sự tương quan giữa năm 2021 và năm 2017. Mình có thể bê một cái mô hình bên đây vào khoảng thời gian bên đây, thì mình cảm thấy được một cái sự tương đồng. Sau khi Bitcoin Dominant di chuyển từ vùng đỉnh 73.95 về 40.16 thì nó bằng đúng với cái đoạn mà mình thu được từ năm 2017. Thì sau đó nó lại bật lên, thì nó chính xác như vậy. Cho nên mình dự đoán là sau khi nó chạm vùng này, nó sẽ bật lên loanh quanh khu vực là từ 52 cho đến 57. Và để chính xác hơn thì ở đây mình sử dụng Fibonacci retracement một lần nữa, như các bạn lần trước là mình sử dụng là đo khi mà đang mình đo trong một sóng tăng thì mình sẽ tìm được cái điểm là hiệu chỉnh khi mà giá nó giảm xuống. Thì bây giờ đang có một sóng giảm thì mình sẽ đo cái vùng hiệu chỉnh khi mà nó để cho nó tăng lên tới mức giá nào. Thì ở đây nó cũng tương đối, khi mà nó chúng ta có thể tìm được hai vùng giá là 52.8 và 57. Thì ở đây 57 thì trùng hợp với cái năm 2017, còn cái vùng 52.89 thì nó lại khá là tương quan với một cái khu vực mà hỗ trợ, đã từng hỗ trợ cái altcoin trong khoảng thời gian rất là lâu. Cho nên là mình tưởng là hai khu vực này sẽ là hai khu vực mà rất là tốt để các bạn có thể vào những cái đồng mà tiềm năng. Đấy, nếu như các bạn có, nếu như các bạn đang quan tâm và muốn đầu tư một cái đồng nào thì hãy giúp mình là like video, subscribe cái kênh và comment cái tên đồng coin đó ngay bên dưới. Mình sẽ theo dõi và thêm nó vào những cái video tiếp theo để phân tích. Còn nếu như bạn chưa tìm được cái đồng nào để mà mình có thể đầu tư dài hạn thì các bạn hãy cũng like video, subscribe kênh và kéo xuống bên dưới. Mình có dẫn link hai nhóm là Facebook hoặc là Telegram của 68 Trading. Ở trên đấy mình có một cái chuyên mục là tầm này mua gì. Thì với chuyên mục này tụi mình sẽ có những cái điểm vào dài hạn và những cái điểm ra mà các bạn có thể giúp các bạn có thể nhân 3, nhân 5 tài khoản. Ok, bạn hãy giúp mình kéo xuống và follow kênh nha. Ok, thì đấy, ở cái vùng 52.89% này mình sẽ vào một cái phần tài khoản của mình và mình đợi cho nó tiến về khu vực 57%, mình sẽ vào một lần nữa. Tuy nhiên ở đây mình chỉ vào một phần thôi và sẽ không vào hết. Mình chỉ vào 100% nếu như có dấu hiệu đảo chiều ở khu vực 52.89 này. Còn lại mình sẽ đợi 57%. Rồi, ok. Ok, để kết thúc lại video này, mình xin được phép nhắc lại một số vùng mua mà các bạn có thể vào hàng. Đối với Bitcoin, các bạn có thể mua khi giá tiến về khu vực từ 27.200 cho đến 28.000. Còn đối với những altcoin, các bạn có thể chọn mua những altcoin tiềm năng khi mà Bitcoin Dominant tiến về khu vực từ 52.89% cho đến 57%. Mình hy vọng rằng với những thông tin mình chia sẻ trong video này sẽ giúp các bạn giao dịch hiệu quả và kiếm được thật nhiều lợi nhuận trong năm nay. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc là vấn đề gì cần chia sẻ với mình, các bạn có thể liên lạc với mình thông qua hai kênh của 68 Trading. Mình sẽ để link ngay bên dưới. Còn nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy like, subscribe và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn bạn nhé. Mình là Mộc Tính, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của series Trading 101. Xin chào.